Chào mừng các bạn đến với chuỗi video hướng dẫn sử dụng phần mềm dự đoán CT. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng thẩm tra thẩm định trong phần mềm dự đoán CT. Có thể nói rằng đến thời điểm này, dự đoán CT là phần mềm dự toán đầu tiên và duy nhất trên thị trường thực hiện được chức năng tự động thẩm tra đến mức hao phí. Trước thời điểm chúng tôi bắt tay vào lập trình xử lý tính năng này thì cũng đã có một vài phần mềm dự toán khác cũng có chức năng thẩm tra thẩm định, nhưng mới dừng lại mức độ thẩm tra được sai lệch so với bộ đơn giá địa phương. Ngay sau thời điểm Nghị định số 15/2013 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, được tiếp cận thông tin mới tại khoản 4, khoản 5, điều 21 về việc thẩm tra nội dung, sự hợp lý của hồ sơ thiết kế đảm bảo tiết kiệm chi phí và hiệu quả đầu tư, thì chúng tôi may mắn đã đoán biết được rằng tính năng thẩm tra hao phí định mức là không thể thiếu trong phần mềm dự đoán CT. Đây là một tính năng rất khó xử lý về phương diện lập trình. Tuy nhiên, với năng lực sẵn có, với sự nỗ lực làm việc sáng tạo không ngừng, đến đầu tháng 8 năm 2013, phần mềm dự đoán CT đã cho ra đời tính năng tự động thẩm tra dự toán phù hợp với nội dung của Nghị định số 15/2013 và Thông tư số 13/2013 quy định. Để bắt đầu hướng dẫn sử dụng tính năng này, tôi sẽ lấy một file Excel được xuất ra từ phần mềm dự toán khác. Đây là file tôi đã cố tình chỉnh sửa khá nhiều về mặt dữ liệu, và một lát nữa chúng ta sẽ phân tích xem phần mềm dự đoán CT sẽ thẩm tra cái file này như thế nào. Giờ tôi sẽ thay đổi tên của một số vật liệu sử dụng trong công trình này. Để sử dụng tính năng thẩm tra, đầu tiên ta mở phần mềm dự đoán CT lên. Khi mới khởi động chương trình, mặc định phần mềm sẽ ở tab dự toán dự thầu. Chúng ta chuyển qua tab thẩm tra. Tiếp theo chúng ta sẽ import cái file cần thẩm tra vào phần mềm bằng cách là kích vào thẩm tra dự toán từ Excel. Tiếp theo là chọn file cần thẩm tra, kích vào Open. Xuất hiện cửa sổ thẩm định công trình từ Excel. Công việc đầu tiên chúng ta cần làm là chọn đơn giá sao cho tương ứng với đơn giá của công trình tính năng thẩm tra sử dụng. Cái file Excel công trình này thì đơn giá đang sử dụng là đơn giá DG168 GL-XD do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành, thì ta phải chọn đơn giá tương ứng. Tiếp theo là ta sẽ điền các cái cột mã đơn giá tên công tác này tương ứng với các cột ở trong bảng Excel. Ví dụ cột mã đơn giá là cột D. Tên công tác là cột E. Đơn vị là cột F. Khối lượng ở đây là cột M. Đơn giá vật liệu nhân công máy thi công thì các cột tương ứng là NPQ. Chuyển qua tab vật liệu, chúng ta cũng điền tương tự, số thứ tự là cột A, mã vật tư là cột B, tên vật tư là cột C, đơn vị là cột D, giá gốc và giá tháng tương ứng là cột E và cột F. Chuyển qua tab nhân công thì các cột của tab nhân công cũng tương tự với tab giá tháng ở đây. Số thứ tự vẫn là cột A, cột B, C, D, E và giá tháng là cột F. Chuyển qua tab ca máy cũng tương tự với vật liệu và nhân công. Chuyển qua tab hao phí thì cột số thứ tự là cột A,
mã vật tư là cột B. Tên vật tư là cột C. Đơn vị là cột D. Khối lượng là cột F. Định mức là cột E. Sau khi đã điền xong tất cả các tab thì chúng ta kích vào chấp nhận. Sau khi import xong, phần mềm sẽ thông báo là đã lấy xong toàn bộ công trình từ Excel. Ta chọn OK. Đây là kết quả thẩm tra sau khi phần mềm xử lý. Tức là trong quá trình import dữ liệu thì phần mềm đã thực hiện luôn công việc thẩm tra, thẩm định và cho ra kết quả như ở đây. Chúng ta để ý ở những chỗ phần mềm đổi sang màu đỏ, có nghĩa là phần mềm báo cho ta biết là những chỗ này đã có sự sai lệch so với đơn giá định mức. Và ở cột ghi chú này thì phần mềm sẽ báo cho ta biết là cái sai lệch đó cụ thể là gì. Ví dụ đây phần mềm báo là sửa tên công tác, tức là công tác AA.11111 này có tên công tác ở trong file Excel là sang dọn mặt bằng là không đúng với bộ đơn giá. Chúng ta mở file Excel lên, đây là tên công tác sang dọn mặt bằng. Theo kết quả thẩm tra của phần mềm, tên đúng của cái công tác này phải là phát rừng bằng thủ công, phát rừng loại 1. Chúng ta qua một công trình khác để kiểm tra. AA.11111 thì tên công tác là phát rừng bằng thủ công, phát rừng loại 1. Kết quả thẩm tra là hoàn toàn chính xác. Hoặc là dưới này phần mềm báo là sửa hao phí nhân công và sửa giá gốc nhân công. Thì ở đây hao phí theo cái dữ liệu import vào là 1. Chúng ta qua đây kiểm tra. Ở đây hao phí nhân công là 1. Thì hao phí này không đúng trong bảng định mức. Mà theo kết quả thẩm tra thì hao phí chính xác phải là 0.95. Chúng ta qua bên đây kiểm tra. Nhân công, hao phí nhân công, hao phí định mức là 0.95. Ở cái phần sửa giá gốc nhân công thì theo cái giá thẩm tra là 54.027.69, nhưng cái giá import từ file Excel vào là 186.095.4. Và cái giá này thì không đúng trong bộ đơn giá, mà cái giá đúng là phải là 54.027.69. Chúng ta qua đây kiểm tra ở giá thông báo. Đây là 54.027.7. Hoặc là xuống công tác AF.15512 này thì có cái vật liệu cắt vàng. Phần mềm báo là đã sửa hao phí vật liệu và sửa giá gốc vật liệu. Thì cái hao phí import được file Excel là 0.62.408. Nhưng mà cái hao phí đúng của nó theo định mức là phải 0.61876.187. Và có thể là trong quá trình thi công thì cái hao phí này nó không đúng và người ta sửa lại là 0.62.408. Ở đây công tác AF.15512 cát vàng hao phí là 0.62.408. Chúng ta qua đây kiểm tra. AF.15512 hao phí cắt vàng, hệ số hao phí là 0.6187. Hoặc là có đây là sửa giá gốc vật liệu thì có thể là giá gốc theo cái định thẩm tra là 90.950, nhưng có thể cái giá này không phù hợp với cái giá thực tế tại công trình, mà cái giá đúng là phải là 185.000. Nhưng cái giá này không đúng so với bộ đơn giá nên phần mềm sẽ báo là đã sửa giá gốc vật liệu. Chúng ta qua file Excel. Cát vàng giá là cát vàng giá 185.000. Một cái trường hợp khác là phần mềm báo là thêm mới vật liệu và xóa vật liệu. Thì giả sử trường hợp là cái
Công tắc AF.15512 này sử dụng xi măng PC30 hoàn thạch. Nhưng theo yêu cầu thực tại của công trình thì tôi không sử dụng cái xi măng PC30 hoàn thạch này. Thay vào đó là tôi sử dụng xi măng PC40 ghi sơn. Thì sau khi thẩm tra, thằng mày sẽ báo là cái xi măng PC40 ghi sơn là không thể mới vật liệu, còn cái xi măng PC30 hoàn thạch này là đã bị xóa đi, là báo là xóa vật liệu, hoặc là ở cái vật liệu gạch vỡ này. Thì trong công trình của tôi không sử dụng cái vật liệu này và tôi xóa đi thì phần mềm cũng báo là đã xóa vật liệu. Đây, chúng ta chuyển qua bên này thì kiểm tra. Đây, theo cái vật liệu dưới là có xi măng PC30 hoàn thành và gạch vỡ. Như lúc đầu tôi đã sửa tên của một số vật liệu ở cái file Excel thì ở đây phần mềm cũng báo cho ta biết. Ví dụ ở đây là tôi sửa là cái vật liệu dây thép này, thì ở đây phần mềm sẽ báo là đã sửa tên vật liệu. Hoặc là cái vật liệu thép tròn có đường kính nhỏ hơn 10mm này thì tôi cũng đã sửa tên của nó. Đây, thép tròn đường kính nhỏ hơn 10mm tôi đã sửa tên thêm vào mấy chữ cái ở cuối này. Ở đây phần mềm cũng báo là đã sửa tên vật liệu. Như các bạn đã thấy, tính năng thẩm tra hao phí định mức trong phần mềm dự toán City là hoàn toàn tự động. Người dùng không phải mất quá nhiều thao tác thủ công như copy, paste, auto filter để xử lý dữ liệu thô trên file Excel trước khi đưa vào xử lý bằng phần mềm. Điều này rất dễ dẫn đến nhầm lẫn khi xử lý với khối lượng dữ liệu lớn, và đặc biệt là đối với những người chưa thành thạo Excel thì rất dễ xảy ra sai sót. Cá nhân tôi có quan điểm rằng một phần mềm tự động, thông minh thì không nên yêu cầu người dùng quá nhiều thao tác thủ công và phức tạp, dẫn đến dễ sai sót trong quá trình xử lý. Với phần mềm Dự City, thao tác khai báo import dữ liệu từ file Excel vào là hết sức đơn giản và tường minh. Kết quả thẩm tra có độ chính xác rất cao. Với những file dự toán bất kỳ, các bạn cũng chỉ cần một số bước khai báo hết sức đơn giản như trên. Tuy nhiên, phần mềm Dự City còn có một tính năng đặc biệt quan trọng khác trong việc giảm thiểu tối đa thao tác của người dùng trên phần mềm bằng tính năng tự động nhận dạng các mẫu dự toán. Do đó công việc thẩm tra chỉ thực hiện gói gọn trong vài cú click chuột. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái tính năng này. Tôi đóng phần mềm lại và mở một công trình mới. Chuyển qua tab thẩm tra. Chọn thẩm tra dự toán từ Excel để import dữ liệu vào. Giả sử bây giờ bạn cần thẩm tra một file Excel được xuất ra từ phần mềm dự toán Econ 2012 thì bạn chọn file Excel đó và chọn Open. Công việc đầu tiên là bạn cũng phải chọn đơn giá tương ứng với đơn giá công trình được thẩm tra đang sử dụng. Sau đó thì bạn không cần phải nhập những cột ở đây mà bạn kích vào chọn kiểu sẵn có. Sau đó bạn chọn dự toán Econ. Tiếp theo bạn chọn chấp nhận. Đây là kết quả sau khi được thẩm tra. Chúng ta có thể thấy các thao tác để thẩm tra một file Excel là hết sức đơn giản, chỉ cần thực hiện vài cú kích chuột. Tính năng tự động thẩm tra trong phần mềm Dự toán City là công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhiều đơn vị, các cơ quan quản lý nhà nước trong việc nâng cao chất lượng hồ sơ thẩm tra dự toán, giảm thiểu tối đa thời gian hoàn thành hồ sơ. Chính vì vậy, Dự toán City đã được nhiều cơ quan tin tưởng và đưa vào sử dụng. Đến đây, tôi xin kết thúc phần giới thiệu tính năng tự động thẩm tra hao phí định mức trong phần mềm Dự toán City. Hẹn gặp lại các bạn trong các video hướng dẫn tiếp theo.